Vì trận đấu tới nhưng mà áp lực đối với bạn là như thế nào khi đối diện với một đội bóng có thể là gọi là sở hữu hàng công mạnh nhất trong bảng V-League? Sông Lam Nghệ An gặp Hà Nội toàn thua, với là kết quả hòa chưa lúc nào thắng. Thì mục tiêu của bọn em năm nay thì đúng là ban huấn luyện quyết tâm là có điểm, nhưng mà tất cả anh em cầu thủ rất chi là cố gắng đoàn kết, tại vì muốn đá một trận đấu là rất hay và tạo cái niềm tin cho người hâm mộ, cũng như là quyết tâm có điểm trước Hà Nội. Cũng như là đối với em thì em sẽ cố gắng cùng hàng phòng ngự sẽ thi đấu chặt chẽ và quyết tâm không để đối thủ ghi bàn. Đội đá kiểm soát bóng của Hà Nội và cái hàng công của họ rất là tốt. Nói chung đúng ra thì ba tuyến của Hà Nội đều, nhưng mà theo em nghĩ thì đội đá của Hà Nội thì chủ yếu tập trung vào tấn công nhiều. Vậy về phía câu lạc bộ mình thì thiếu vắng nhiều cái trụ cột như Phan Văn Đức hay là Xuân Mạnh, thì theo em đâu là cái điểm mà mình có thể tự tin trong trận đấu hôm nay? Vâng, tất nhiên là thiếu hàng loạt trụ cột thì câu lạc bộ cũng gặp đôi chút khó khăn, nhưng mà theo em thì những cái người thay thì họ sẽ quyết tâm hơn, và bọn em đặt chỉ tiêu là thi đấu chặt chẽ trận đấu này và cố gắng tạo cái cơ hội mình có ra thì mình sẽ cố gắng dứt điểm tốt. Mạnh có thể chia sẻ về cái tinh thần của đội bóng khi mà gặp Hà Nội thì mọi người có thể thấy rõ là tinh thần của đội lên rất là cao, khác hẳn so với việc gặp các đội bóng khác. Vâng, đúng rồi, tại vì chúng ta gặp câu lạc bộ Hà Nội câu lạc bộ mạnh nhất V-League, bọn em rất cũng như là quyết tâm và muốn thi đấu thể hiện hết khả năng của mình để tất cả mọi người đều thấy là đội Sông Lam Nghệ An cũng không thua kém Hà Nội bao nhiêu.